vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Bản tin Kinh tế nổi bật của truyền hình Doanh nhân thuộc tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Gạo ST25, doanh nghiệp lo bảo vệ tài sản mình hay nhà nước phải bảo vệ tài sản quốc gia? ST25 là một loại gạo đặc biệt được kỳ vọng xây dựng thương hiệu gạo quốc gia thì cần có cách làm khác. Ông Hồ Quang Cua, gạo được đăng ký thương hiệu ở Mỹ chưa hẳn là xấu. Theo ông Hồ Quang Cua, giá trị thật bao giờ cũng thắng. Tờ rơi gắn logo EVN cho vay tín chấp là giả mạo. Đại diện EVN cho biết tập đoàn không có hoạt động cho vay tín chấp. Doanh thu của Hermes vẫn tăng mạnh bất chấp đại dịch. Theo báo cáo mới nhất, doanh số của tập đoàn tại châu Á đã tăng tới 74%. Thưa quý vị, dòng gạo ngon ST của Việt Nam mới bắt đầu được nhập khẩu vào châu Âu từ cuối năm 2020, nhưng chưa tới nửa năm sau đã được bán tại hầu hết các nước châu Âu. Thông tin gạo ST24 và ST25 của Việt Nam đang bị các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký bản quyền ở Mỹ khiến nhiều người Việt không khỏi lo lắng. Đứa con tinh thần mà mình dồn tâm huyết, bao công chăm bẵm, bỗng một ngày thuộc sở hữu của một người cha hờ quốc tế nào đó. Điều này nghe tưởng như vô lý nhưng sẽ thành hợp lý nếu doanh nghiệp và cơ quan quản lý không sớm can thiệp. Theo ông Vũ Bác Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Bộ kiểm tra thông tin trên hệ thống đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ cho thấy hiện có 5 hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25 ở trạng thái đang kiểm tra. Theo quy trình, 6 tháng sau hoàn tất, nếu sau thời gian quy định không có khiếu nại thì chính phủ Mỹ sẽ cấp quyền bảo hộ. Hiện chưa có doanh nghiệp nào được cấp giấy bảo hộ chính thức nên vẫn chưa ảnh hưởng đến xuất khẩu dòng gạo đặc sản này sang Mỹ. Nguyên tắc của luật pháp Mỹ trong vấn đề sở hữu trí tuệ là ưu tiên cho người đầu tiên sử dụng nhãn hiệu, chứ không phải người đầu tiên nộp đơn đăng ký như quy định của Việt Nam. Đây là lý do các nhà nhập khẩu gạo ST25 tại Mỹ có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Các hồ sơ này đang trong trạng thái duyệt, đang kiểm tra, nên chúng ta chưa bị mất thương hiệu gạo ST25. Tuy vậy, nếu không làm gì, làm không kịp thời thì có thể thương hiệu gạo ST25 sẽ bị mất. Do đó, cơ quan chức năng rất mong doanh nghiệp chủ động thuê luật sư, chuyên gia chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ kỹ lưỡng, chứng minh sản phẩm này là của anh Hồ Quang Cua, có nhà phân phối thương hiệu gạo riêng theo đúng quy định hiện hành. Thưa quý vị, Mỹ hiện đang là một trong những thị trường tiêu thụ chính gạo ST25 của Việt Nam. Về vấn đề này, cha đẻ của giống gạo ST25 cho rằng, các doanh nghiệp tại Mỹ đăng ký thương hiệu là điều tốt, không có gì phải lo lắng. Lý do tại sao lại như vậy? Cha đẻ của gạo ST25 Hồ Quang Cua chia sẻ, tôi chỉ chuyên tâm nghiên cứu, lai tạo ra các giống lúa, trong khi vấn đề đăng ký bản quyền thương hiệu rất phức tạp nên ít chú ý đến. Công tác này để cho người khác làm, còn người khác là ai thì ông Cua không chia sẻ rõ. Theo ông Hồ Quang Cua, giá trị thật bao giờ cũng thắng. Họ không làm ra, không sản xuất, không có cánh đồng canh tác nào mà nói là của họ thì khó nghe lắm. Đặc biệt, sau đó, cha đẻ của giống gạo này cho biết thêm, việc con cái của mình được người khác đăng ký quyền bảo hộ hợp pháp, có trách nhiệm thì chưa hẳn là điều xấu. Ông cũng từ chối bàn sâu về vấn đề này. Ông Hồ Quang Trí, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, đơn vị đang sở hữu bản quyền của giống ST25 cho biết, việc các doanh nghiệp tại Mỹ đăng ký bản quyền gạo ST24, ST25 không ảnh hưởng đến chủ sở hữu giống lúa ST24, ST25 và không có ai cấp độc quyền sản phẩm gạo cả. Nếu sản phẩm, thương hiệu của một doanh nghiệp nổi tiếng trên thị trường quốc tế thì đều có nguy cơ bị xâm hại. Vì vậy, những sản phẩm tốt phải luôn có ý thức bảo hộ thương hiệu, đặc biệt là ở nước ngoài. Vậy điều gì xảy ra với gạo ST25 khi bị đăng ký sở hữu trí tuệ tại Mỹ? Nếu Mỹ cấp phép cho 5 doanh nghiệp đăng ký sở hữu trí tuệ thương hiệu gạo ST24, ST25, thì sản phẩm gạo của doanh nghiệp Việt muốn bán tại thị trường đó bắt buộc phải thông qua 5 doanh nghiệp trên, không thể bán cho người khác được. Họ sẽ cầm trịch toàn bộ hệ thống phân phối bên thị trường đã đăng ký sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu. Doanh nghiệp Việt không muốn thông qua bán cho 5 doanh nghiệp nêu trên thì bắt buộc phải lấy một tên khác, không phải tên là gạo ST24, ST25. Đó là rủi ro của doanh nghiệp Việt khi bị doanh nghiệp ngoại đăng ký bảo hộ thương hiệu sở hữu trí tuệ trước. Thưa quý vị, đến nay, thương hiệu gạo ST25 chưa bị mất tại thị trường Mỹ. Nhưng nếu thời gian tới, doanh nghiệp không có động thái kịp thời để bảo vệ, bảo hộ thương hiệu, thì Hoa hậu gạo thế giới sẽ rơi vào tay người khác. Lúc đó, có thể doanh nghiệp Việt phải đặt lại tên theo số đẹp ST68, ST88, ST99 để gây ấn tượng, xây dựng lại thương hiệu từ đầu. Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, đơn vị đã liên hệ trực tiếp với ông Hồ Quang Cua, đề nghị giới thiệu một số chuyên gia có hiểu biết, có năng lực về vấn đề này để giúp doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành hồ sơ đăng ký với cơ quan Mỹ. Để giữ được thương hiệu, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại cho hay, doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng,
chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp của gạo ST25 trong quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đưa sản phẩm ra thị trường, mang sản phẩm đi tham dự. Doanh nghiệp phải chấp nhận mất thời gian, chi phí để thuê luật sư, chuyên gia, tìm hiểu từ cơ quan có thẩm quyền nhằm có thêm thông tin cho hồ sơ khi nộp cho cơ quan chức năng. Chính phủ sẽ không làm thay doanh nghiệp trong đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài. Các cơ quan liên quan chỉ cảnh báo, tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của bảo vệ thương hiệu. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho ông Hồ Quang Cua, doanh nghiệp để bảo vệ thương hiệu gạo ST25. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang theo dõi, nắm bắt thông tin kịp thời ở thị trường Mỹ và phối hợp cùng với Cơ quan Tham tán Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, Bộ Công Thương để có tác động kịp thời với các cơ quan đại diện ở Mỹ về vụ việc liên quan. Vâng, đúng là với hàng hóa bình thường, doanh nghiệp cần chủ động đăng ký bảo hộ. Còn trường hợp ST25 lại rất khác, bởi đây là sản phẩm của một doanh nghiệp nhỏ, chuyên nghiên cứu sản xuất giống lúa, chứ không phải là xuất khẩu gạo. Hơn nữa, ST25 là một loại gạo đặc biệt, được kỳ vọng xây dựng thương hiệu gạo quốc gia thì cần có cách làm khác. Bao nhiêu năm qua, Việt Nam luôn mong muốn xây dựng thương hiệu gạo quốc gia nhưng chưa được. Sự kiện gạo ST25 đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019 là một cơ hội rất quý báu. Đây thực sự là một cơ hội để đưa ST25 thành biểu tượng xây dựng gạo quốc gia Việt Nam. Ngay sau khi ông Hồ Quang Cua trở về từ cuộc thi ở Philippines, những lời hứa về đặc cách thủ tục công nhận giống, những chương trình đăng ký thương hiệu gạo quốc gia, đăng ký bản quyền ra thế giới được đưa ra nhưng rồi dần bị quên lãng. Gạo ST25 cũng như các sản phẩm chỉ dẫn địa lý phải được coi là tài sản của quốc gia. Do đó, các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm hỗ trợ và bảo vệ tài sản nhà nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải có trách nhiệm hỗ trợ công tác nghiên cứu phát triển và bảo hộ tại thị trường trong nước, hỗ trợ xúc tiến thương mại. Bộ Công Thương phải đưa vào các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp hay đơn vị sản xuất đăng ký nhãn hiệu ở các thị trường xuất khẩu chính. Cánh diều muốn bay cao cần có gió nâng đỡ. Trong hoàn cảnh này, gạo ST25 đang cần lắm những làn gió hỗ trợ từ các cơ quan hữu trách. Thưa quý vị, Việt Nam có gần 1.000 nông sản nổi tiếng, nhưng tỷ lệ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý lại rất khiêm tốn. Sẽ còn thêm nhiều nông sản Việt ra thế giới, nhưng nếu không lo làm chuồng sớm thì việc mất thương hiệu chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Khi thương hiệu bị đánh cắp, việc đòi lại là vô cùng gian nan. Từ những năm 1970, nhãn hiệu nước mắm Phú Quốc đã bị các công ty tại Thái Lan sử dụng trên các sản phẩm nước mắm của họ xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu. Năm 1982, công ty Việt Hương Fishers tại Mỹ đã đăng ký nhãn hiệu nước mắm Phú Quốc. Sau đó, công ty này lần lượt đăng ký nhãn hiệu nước mắm Phú Quốc ở châu Âu và Úc, nước mắm Nhĩ Phan Thiết cũng chung hoàn cảnh với nước mắm Phú Quốc khi công ty Kim Seng, trụ sở tại Los Angeles, Mỹ cũng đăng ký thương hiệu nước mắm Nhĩ Phan Thiết tại thị trường này. Năm 1998, sản phẩm kẹo dừa Bến Tre bị một đối tác làm nhái và đăng ký độc quyền nhãn hiệu này ở Trung Quốc. Chủ nhãn hiệu kẹo dừa Bến Tre đã rất vất vả mới đòi lại được thương hiệu. Cà phê Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk đã bị công ty Quang Chu Buôn Ma Thuột Coffee tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đăng ký bảo hộ độc quyền trong vòng 10 năm tại Trung Quốc. Thương hiệu cà phê Đắk Lắk cũng bị một công ty của Pháp đăng ký bảo hộ ở hơn 10 quốc gia khác nhau. Năm 2001, hàng loạt doanh nghiệp như Vinataba, Trung Nguyên, Vifong phát hiện thương hiệu của mình bị đăng ký tại nhiều quốc gia. Cụ thể, thương hiệu cà phê Trung Nguyên bị công ty Rightfield đăng ký bảo hộ thương hiệu cà phê Trung Nguyên tại Mỹ và WIPO, tổ chức bảo hộ trí tuệ thế giới từ năm 2000. Sau 2 năm thương thảo, Trung Nguyên mới lấy lại được thương hiệu này và Rightfield nhận làm đại lý phân phối cà phê Trung Nguyên tại Mỹ. Để dàn xếp ổn thỏa, Trung Nguyên đã phải rất vất vả và tiêu tốn hàng trăm nghìn đô la Mỹ để lấy lại tên miền này. Sau đó, cà phê Trung Nguyên đã thực hiện đăng ký bảo hộ thương hiệu tại hơn 60 nước và lãnh thổ trên thế giới. Dường như những bài học đắt giá về thương hiệu chỉ thực sự đắt giá với những người trong cuộc. Còn với những doanh nghiệp khác, bảo hộ thương hiệu trên trường quốc tế vẫn là việc của ai đó, không phải của tôi. Việc nâng cao ý thức bảo vệ thương hiệu trong bối cảnh hội nhập sâu rộng đang trở nên rất cấp thiết. Câu chuyện thương hiệu gạo ST25 không phải là mới mà diễn ra khá phổ biến ở trong thương mại quốc tế. Bởi một khi thương hiệu, sản phẩm đã nổi tiếng sẽ luôn có nguy cơ bị xâm hại trên thị trường. Thương hiệu các sản phẩm của Việt Nam ngày càng được thị trường thế giới biết đến nhiều hơn và có giá trị ngày càng cao. Những năm gần đây, đã có rất nhiều thương hiệu của Việt Nam vào top 500 hoặc top 100 các sản phẩm thương hiệu nổi tiếng và có giá trị trên thế giới như Viettel hay VNPT và hàng loạt những thương hiệu khác của Việt Nam. Các doanh nghiệp cần chủ động thuê luật sư để theo dõi việc xâm phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền nhãn hiệu thương mại trên các thị trường xuất khẩu.
từ đó có động thái cần thiết và kịp thời nhằm bảo vệ được thương hiệu của mình, không phó mặc vào sự hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam đang xuất hiện tờ rơi quảng cáo cho vay tín chấp sử dụng logo, hình ảnh thương hiệu EVN. Theo quảng cáo này, người vay chỉ cần có chứng minh thư và hộ khẩu sẽ được giải ngân trong 24 giờ, hạn mức từ 10 đến 70 triệu với lãi suất 0,8 tới 1,2%. Đại diện EVN cho biết, tập đoàn không có hoạt động cho vay tín chấp và không có đơn vị trực thuộc hay doanh nghiệp liên kết có tên Ngân hàng Điện lực Việt Nam. Theo đó, việc sử dụng thông tin phát tán tờ rơi in logo và thương hiệu EVN khi chưa được sự chấp thuận cho phép của EVN là hành vi có dấu hiệu lừa đảo, vi phạm pháp luật. Hiện thuê bao điện thoại trong tờ rơi này đã tắt máy. Trước đó, nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính cũng đưa ra cảnh báo, khuyến cáo người dân cảnh giác trước các hình thức lừa đảo cho vay qua tờ rơi, mạng xã hội. Thủ đoạn lừa đảo phổ biến là điều kiện vay rất dễ, lãi suất hấp dẫn. Đối tượng đưa thông tin tự nhận là nhân viên các ngân hàng, công ty tài chính hoặc doanh nghiệp có thương hiệu lớn. Vì thế, người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân, số chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Theo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, lượng khách đi lại dịp lễ 30 tháng 4 dự kiến sẽ tăng khoảng 25% so với hiện nay. Để tránh ách tắc tại cửa soi chiếu an ninh, Cục Hàng không khuyến nghị tất cả khách hàng nên hoàn thiện thủ tục, đặc biệt là khai báo y tế. Trước thềm lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè, nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Bình quân mỗi ngày, sân bay Nội Bài sẽ đón khoảng gần 60.000 lượt khách, tương đương với 400 lượt chuyến bay. Đơn vị này dự kiến khách qua cảng dịp lễ sẽ đạt khoảng 75.000 lượt trên một ngày, tương đương với 485 đến 500 chuyến bay mỗi ngày, tăng khoảng 25% so với hiện nay. Theo số liệu của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, cũng từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 4, số lượng hành khách thông qua cửa an ninh soi chiếu đã vượt ra ngưỡng năng lực khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất. Đáng chú ý, trong khung giờ cao điểm từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, ngày 17 tháng 4 đã có 2.706 khách trên một giờ tại sảnh A, ngày 18 tháng 4 là 2.400 khách trên một giờ tại sảnh B. Trước nhu cầu đi lại tăng cao, ngành hàng không cũng nỗ lực siết chặt công tác phòng chống dịch để đảm bảo khai thác an toàn. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu 100% khách phải hoàn thành khai báo y tế điện tử trước khi xếp hàng qua cửa kiểm soát an ninh hàng không. Do đó, các hãng hàng không đều khuyến nghị hành khách hoàn thiện thủ tục trước khi ra sân bay để đảm bảo hoàn thiện các thủ tục chuyến bay đúng giờ. Sau đây là thông tin quốc tế đáng chú ý. Cơn khát hàng xa xỉ của người tiêu dùng châu Á đã giúp Hermès không chỉ trụ vững mà còn mạnh mẽ vượt qua đại dịch. Doanh số bán hàng của đế chế thời trang Hermès vẫn tiếp tục tăng mạnh nhờ những chiếc túi Birkin, biểu tượng của sự giàu có và độc quyền. Được biết, doanh thu quý 1 năm nay của Hermès tăng đến 44% lên 2,08 tỷ euro, tương đương với 2,51 tỷ đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với con số 27% mà các chuyên gia phân tích dự báo trước đó. Các mặt hàng da và yên ngựa là dòng sản phẩm có doanh thu lớn nhất với mức tăng 34%. Cổ phiếu của Hermès hiện cũng đang được giao dịch ở mức giá kỷ lục. Đầu tuần trước, cổ phiếu của tập đoàn lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 euro trên một cổ phiếu. Dù nhiều quốc gia châu Âu đã thực hiện chiến lược phong tỏa từ đầu năm nay, song cơn khát hàng xa xỉ của người tiêu dùng châu Á đã giúp Hermès không chỉ trụ vững mà còn mạnh mẽ vượt qua đại dịch. Theo báo cáo mới nhất, doanh số của tập đoàn tại châu Á đã tăng tới 74%. Thương hiệu Hermès đã mở thêm cửa hàng tại Tokyo, Nhật Bản nhằm tiếp cận sâu hơn thị trường đầy tiềm năng này. Quý vị vừa theo dõi bản tin kinh tế nổi bật ngày 24 tháng 4 của truyền hình Doanh nhân thuộc tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam vào lúc 20 giờ hàng ngày trên các nền tảng website, Facebook, YouTube. Kính mời quý vị đón xem. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.